Ây da, mày này nhiều ấy các bạn ạ. Mà đáp xuống đây này Lê Tháo à? Lê Tháo. Lên trên kia đặt vào đó nó kéo ngang rồi khác. Cái này là gọi là đi bắt cá nhưng mà là không muốn cá vào lưới. Cá vào lưới lại lừa tháo. Chỗ ăn chám ấy, chám bấy, chả qua anh về bỏ bấy. À. Thôi, cố gắng, cho anh ăn, lâu lắm anh không ăn cá suối. Đi đánh lưới chỉ sợ cá vào lưới thôi nhỉ. Đấy chính là phong cách của A Chư đấy. Xin chào quý vị và các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với A Nhiệm TV. Ở bên chỗ nhà bố mẹ vợ của mình đây các bạn ạ. Sáng nay đi qua đây bắt gặp một bạn, một nhân vật đáng huyết sáo, đáng rất là yêu đời. Đó là A Chư. Lâu lắm rồi cũng không được ghé chơi thăm nhà A Chư. Rồi xuống đây thấy A Chư đang đi buổi cá, gọi là cải thiện bữa đấy các bạn ạ. Ở dưới này là Chư ơi. Dưới này cơ. Vì thế hôm nay tiện thể là gặp đây xuống, hôm nay cùng với A Chư xuống đi bắt cá xem. Dạo này bây giờ có lưới, có chài, bây giờ lại dạo này là cũng là biết bắt cá vậy. Cải thiện rồi đấy nhỉ. Cá này ăn bữa thôi, ăn nhiều không chán. Ăn bữa ăn nhiều không chán à? Anh thấy cái đàn ở dưới kia kìa, đông lắm, hiện thì anh xuống này ngồi lên. Đây anh ngồi. Hôm nay cá đi đám cưới hết rồi sao vậy? Đợt này đi làm đâu anh? Có đâu, em vừa đi làm Hà Nội về. Đi Hà Nội về á? Đi Hà Nội làm gì? Sự kiện à? Ôi làm sự kiện lương cao ấy nhỉ? 12-13 chứ. Thế sao về sớm đây không làm nữa, sắp đến Tết rồi. Vợ bầu to về. À vợ lại bầu à? Chạy quay lại hết rồi. Đấy dính rồi, Dính đây, dính chưa? Cá rồi. Dính à? Cá vào đấy một con đấy. Ây da, nhiều ấy. Anh à, chú ghét đây. Ô, quay lại hết. Vào đây. Ôi, chả hết này. Bên đây này. Chả thấy không? Đây này. Ôi, toàn cá rô thôi. Cá rô. Cá sảng có to vào được, được ăn đi. Đi lấy cái gì về để cho? Chứ, nó ào. Lấy xô ấy. Đi lấy cái xô về. Đây, cái mạc đây, con này nó không chạy được đâu. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ây, nhiều cá rô nhỉ. À, nhiều cá rô đấy. Cá rô suối này ngon mà. Đấy. Lâu lắm rồi không gặp Chư các bạn ạ. Không biết là chưa vào nhà đâu, lên đây phát gặp một cái là anh em xuống này luôn. Không biết là thay đổi như thế nào không. À đổi ngược một lần nữa à? Đợt à đường suối à? Thôi tránh ra chỗ này để trên kia nó lao xuống đi nhỉ. Đấy thầy như này chứ. Ở khu vực của bố vợ A Nhiệm với các bạn, với lại nhà anh Chư này không có ao đâu. Ăn thì chỉ có bắt cá suối thôi. Cá sạch người ta lúc là con mèo thứ tới đi à. A Chư nói chuyện vui vẻ. A Chư đi làm Hà Nội lương tháng 12 triệu ấy, chứ nhiệm ạ. Ăn quần lên, bụi cho nó có góc kìa, cá này nó ở cái góc kìa nó vào đấy. Thôi đổi chỗ thôi. Đi lấy cái. Bên dưới kia mới nhiều. Chạy xuống dưới hết rồi. Đi lấy. Ô, này. Đi trái em bấy bên kia. Bấy một lần thôi được. Cả khoảng mẫu. Nhấc lên thu thôi nhỉ, lấy thôi nhỉ. Bấy đi tí anh em mình ăn cơm uống rượu tí. À đây đường dính của cá sả bên này. Đó. Đấy. Đi mất nhá. Này các bạn chạy đang chơi. Đấy nếu mà ở gần nhà mà ở gần sông suối như này các bạn, chỉ cần là có cái chài hoặc có cái lưới như này này, đến bữa mang xuống đuổi là cũng gọi là cải thiện bữa hàng ngày cho gia đình rồi. Chứ trước là mấy cái trò này cũng không biết mấy đâu các bạn, mình
Với anh em có vào nhiều cũng nói cũng tư vấn gì nhiều, bảo sắm lưới sắm chài đi ở gần sông gần suối như này này, nuôi thêm vịt nữa sẽ là cuộc sống nó khác. Lên đây hôm nay thấy có thấy bảo là ở nhà còn có thêm cái chài nữa mà. Đang đợi Trư đi lấy cái đồ cho vào. Nhấc luôn lên à hay là thu lên với gỡ à hay là cứ gỡ cá trước đi. Gỡ cá được chưa rồi. Úi giời ơi này. Thiếu gì cá nhè. Anh có biết gỡ không? Không biết gỡ là rách lưới hết đúng không? Ừ. Úi giời ơi, mắc đầy hết rồi. Toàn cá rô. Cá rô ngon mà, cá này. Rô rô suối mềm mà. Còn chứ, thịt rồi. Mềm ấy, béo. Anh chứ biết gỡ không? Không biết gỡ là rách hết quần thế này thì. Cái này phải thật sự ra phải là cứ phải tỉ mỉ đấy, có là rách hết lưới ngay. Bấy được bao nhiêu lần rồi? Đấy, cái này mang về nấu với cái... nấu với canh chua chua thì ngon lắm này. Có chám không? Thế bà nấu chám. Ăn nhiều quá chán rồi. Ăn nhiều chán á. Canh lá gừng được đấy ăn chưa? Canh với lại cá lá gừng ngon mà. Quả chá hình như là sáng nay anh bảo anh đi lấy quả chá nhưng không biết lấy về chưa. Mang một cái bao tải đi ra. Anh trai á? Ở đây có nhiều à? Đi vào rừng đấy đâu. Chắc là thấy ở rừng rồi. Sao không nhặt đi bán? Có nhiều ấy. Anh trai đi phải đi lấy bỏ. Này rách cái lưới á. Thế nghe nói bảo vừa rồi vừa đi làm ở đâu bảo là căng lắm mà. Mệt lắm. Mà nhiều tiền lắm mà. Tháng mười mấy triệu mà. Đi làm là mệt là phải rồi còn gì nữa. Một đêm nó có được ngủ 4 tiếng thôi. Ngủ 4 tiếng. 4 tiếng là ok rồi còn gì nữa. Okay. Đi làm ca đêm mà chịu thôi. Không phải ca đêm là cả làm thông ngày thông đêm luôn ấy, có ngày. Thông ngày thông đêm luôn cơ à? Làm toàn vác đồ nặng các bạn, hình đồ nhẹ đâu. Nhưng được nhiều tiền đúng không? Được về giảm nợ hết rồi. Về được giảm nợ hết à? Tháng được đó đấy, làm tháng người ta họ trả bao nhiêu? Tùy theo mình ơi. Chung chăm chị tăng ca được nhiều, lười tăng ca được ít. Thế mình chăm hay mình lười? Không chăm không lười. tháng được mười mấy triệu không? Đợt em làm ấy. Tháng 10 là em được 12 triệu. 12 triệu là chăm rồi. Thế thì còn gì nữa? Thế ở đâu, công việc ở đâu không cho anh theo với? Làm ở... Tận đâu? Hà Nội. Thế việc không đi làm sao, làm đến cuối năm đi để còn kiếm tiền để ăn Tết. Chắc em sang năm mới đi. Sang năm mới đi à? Với Lào một cái khó tính lắm. Mình không mặc áo công ty nó đổi như đổi tà luôn. Không áo công ty được gì thì đúng rồi, người ta vào công ty người ta làm người ta phải quy củ chứ em, sao mình mặc áo lung tung được, người ta làm đúng đấy, mình cứ làm đúng chuẩn của người ta đi, sao ai mà đuổi mình. Hôm nọ ông cái này cười kiểu tháo kiểu gì đấy. Hôm nọ ông bảo là nó quấn hết vào đây rồi. Hôm nọ ông bảo là thằng nào cũng mặc áo công ty ấy, cứ là đến lấy lương là biết tay là nó trừ về cho mày bao nhiêu tiền. Đúng rồi. Thế em thì em chưa bị trừ, em chưa bị đuổi. Mình làm đúng đúng không? Mình chuẩn trước. Tiền của em nó còn chưa gửi về mà. tháng 11 này em làm nửa tháng về nó chưa gửi. Thế lúc nào nó mới gửi? 17 nếu có lương sớm thì 17 nó gửi, mà không có lương sớm thì 20-23. Thế mình về này như đâu họ không gửi làm sao? Phải gửi chứ. Không gửi xuống tận nhà đòi ấy nhỉ? Của em là... Và em tháng 10 em về em có lấy đâu, họ vừa bán xong rồi vừa đi mua thóc hết rồi. Mua thóc. Bây giờ không làm ruộng nữa à? Có đâu. Mình năm nay thóc đắt lắm, cân 10.000 rồi. Lên giá hết rồi. Thóc cân 10.000, thế còn gạo? Gạo là hai mấy á. Đây chung mua gạo ăn, mua gạo. Cá này quấn kiểu gì? Lưới này khó gỡ nhỉ? Lưới bé quá. Bé này mới dính được cái cá này. Mấy con cá mà gỡ từ nãy giờ.
Đây, chú Nhiệm phát hiện ra chỗ nhiều cá rồi. Đuổi từ trên kia xuống nhỉ? Chú Nhiệm lên hộ đuổi đi. Dàn trận đi, anh em ơi. Sẵn trên kia kìa. À, lấy cây này. Kinh nghiệm lắm ấy, không đơn giản đâu. Quả này mày chết hết ra chứ rồi. Thâu tóm đi. Quả này chạy đâu chứ thoát. Đập vào theo mấy cái bờ. Nó hay ở trong bờ đấy. Này chắc là được nhiều ấy. Vào chưa? Đây đây. Được hai con. Được nhiều không chú Nhiệm ơi? Đây một con này. Một con đây rồi. Đây nó. Ôi nó ít thế nhỉ? Được hai con thôi á. Thế đàn cao vô nhiều lắm mà chú ơi. Đâu hết nhỉ? Anh chưa đang không mong dính cá rô đấy. Gỡ khó. Ôi ôi à. Xong rồi. Trời ơi. Ôi đây này. Con to chứ. Rồi con nào là cứ. Tốt nhất là bóp chết đi. Ô chỗ sâu này nhiều cá nhỉ, chỗ sâu này này. Đây là cây đa ở làng của A Chư các bạn, đầu làng. Cây đa rất là to. Cây sấu ấy. À, cây sấu à? Cây đa bên kia kìa. Đây cây đa bên này chứ. Năm nào cũng phải cúng ma làng hết. Cúng ma làng là cúng ở cái cây đa to to kìa, A Chư. À. Ô đoạn sâu sâu này chắc nhiều cá nhỉ. Đây, cái vũng này sâu lắm các bạn. Đi trắng thế nào? Thoải mái ăn à? Đây này, anh thấy nó chạy. Đây này này, nó ở dưới chạy hết. Cắt ngang chỗ này luôn đi. Nó ở dưới kia. Ai à, đá chọc trần. Cái gì? Bẫy gì à? À, cái gì? Ở trên Tây Bắc thì kiếm mồi dễ lắm các bạn, đơn giản. Ôi. May hôm nay không lạnh ấy. Còn cá bé thôi. Thật không? Đâu? Ôi dồi ôi. Toàn rô. Đùa đi, em nó vẫn ở trong này nhiều lắm. Toàn rô thôi. Thôi thu thôi. Đấy,
to thế. Con này đấy. Con gì đấy chú nhiệm? Sàm, sàm to. Sàm gì to này? Khiếp. Có con to mà. Lần đầu cho thấy con sàm to như này. Con to lắm. Đấy, con có mẻ như này gọi là con lành cành đào đấy. Có chỗ nào không? Chỗ nào còn gần không? Làm nhiều, làm thêm một mẻ nữa. Một mẻ nữa. Nó, mẻ cuối nữa. Ai da, mẻ này nhiều ấy các bạn ạ. Mà đáp xuống này lười. Lười tháo à? Lười tháo. Lên trên kia đặt vào đó nó kéo ngang một phát. Cái này là gọi là đi bắt cá nhưng mà là không muốn cá vào lưới. Cá vào lưới lại lười tháo. Chỗ ăn chám ấy. Chám bấy, chả qua anh về bỏ bấy, bấy rồi. À. Thôi cố gắng, cho anh lâu lắm anh không ăn cá suối. Đi đánh lưới chỉ sợ cá vào lưới thôi nhỉ. Cá vào lưới nhiều quá thì lại chán à. Đấy chính là phong cách của A Chư đấy. Vào chỉ vào ít thôi đúng không, nên vào nhiều đúng không? Vào nhiều gỡ mệt lắm. Thua A Chư ạ. Thế thì chịu thua rồi. cẩn thận nó mắc vào cái cành cây nhé. Mình nghe một cái tin gọi là mừng cho Chư các bạn ạ. Lại tiếp vợ tiếp tục lại có bầu tiếp rồi. Vừa mới siêu âm về, con trai đúng không? Được mấy tháng rồi em? Tháng 2 đi. Ô thế thì nhanh nha. Chúc mừng em nhé. Con trai năm sau là con trai là gọi là năm rồng vàng ấy. Chúc mừng nha. Cuối cùng mà chai nó còn phá phách rồng vàng thì anh. Cuối cùng là phân đấu bao nhiêu rồi cuối cùng là cũng có nhỉ. Đợt này là phải là cẩn thận nhé em nhé. Phải thật, phải để ý, phải thật sự cẩn thận đấy nhá. Không có đừng giống như là mấy lần trước nữa, nó đau lòng lắm. Ô con này thật mặt A Chư. Đây, đây chính là lý do A Chư đi đánh cá mà không muốn cá vào lưới này các bạn. Xoắn tít vào như này. Lưới bé này nó vào thật sự. Lưới bé quá. Khó thật. Con này biết lấy kiểu gì ra được. Cái này lấy kéo cắt ra chưa nhanh hơn. Lấy kéo cắt cho nhanh. Cắt xong là thôi lần sau phải đánh luôn. Ui con này gỡ kiểu gì đây chưa. Nhìn thấy chán luôn rồi. Nó quấn săn như này. Ây da, nóng thế. Hôm nào em đi làm Quảng Ninh nó còn nóng hơn nè. Đi làm Quảng Ninh về cơ à? Cũng làm sự kiện tại Quảng Ninh. À. Sự kiện là nó đi cả nước mà. À, da, làm sự kiện gì? Làm kiểu sự kiện to, to ấy. Hỗ trợ, hỗ trợ à? Hỗ trợ cũng làm, à, không dàn này cũng làm. Giang hàng cũng làm hết. À. Chợ cũng làm hết. Là sự kiện đấy thì lương cao là phải thôi, vất vả mà. Ôi. Ôi. Con này to tí. To ấy nhỉ. Tiếp tục một lần giải lưới cuối cùng nữa các bạn ạ. Để cho anh em đủ ngồi nhậu đi. Uống rượu quá chứ hay là ăn cơm không thôi nhá. Rượu chứ. Ô em với anh Nhiệm là không uống được rượu đâu. Uống rượu để uống bia. Không uống rượu đâu, tí đi xe ấy. Uống rượu say vào nó còn lái xe nó còn chắc tay hơn. Uống rượu vào lái xe chắc tay hơn. Đoạn này đúng không? Anh công nhận không? Không uống rượu ai cả cũng ăn mình còn chào. Uống rượu sau rồi cả cũng ăn mình còn chạy. A Chư là rất thích nói đùa luôn các bạn. Nó làm tí ốc nhỉ. Cái ốc này mang về ngâm. Ốc này bé. À, cái này cái loại ốc này phải là ốc ngon đây này. Ồ. Đây này, ốc này phải ngon đây này. À. Cái ốc ở các quán người ta làm món ốc. Ốc luộc ấy, ốc xào ấy. Nhặt cái này đổ lên kia là đủ bữa đấy. Thôi để hôm khác đi. Hôm nay ăn cá đủ.
sâu quá nhỉ trong đấy. Thế cá chạy không anh chưa? Các anh báo sâu đi, em ở đây cho em đuổi đây cho. Cá chạy đầy nước. Chạy ngược lại hết. Chạy xuống dưới hết rồi. Đây, những con rô đây. Có đây đây tính không? Ừ, khoan chưa lắm nhỉ. Thôi khu thôi anh em ơi, lưới bình. Đây các bạn, được khá là nhiều đấy. Cái này nấu một được 2 bát canh. Bây giờ để chú Nhiệm và A Chư sẽ thu lưới về nhà và làm cơm ăn các bạn nhé. Đã đến nhà Chư đây các bạn, lâu lắm rồi không nhìn thấy cái ngôi nhà quen thuộc trước xưa đấy. Mình vẫn làm với cùng anh Pháo các bạn ạ. Đây cũng là làm cái ngôi nhà này đây. Cái ngôi nhà này lại nhớ tới đây cái kỷ niệm các bạn. Lúc đấy thì đang đưa cái bạn củi, bạn bị rắn hổ mang cắn các bạn, đang xuống dưới Hà Nội, xong lại cấp tốc lại lên trên này lại làm. Cho thợ vào làm nhà A Chư đây, xong lại xuống là di chuyển dưới Hà Nội. Nhìn thấy ngôi nhà này mình lại nhớ thấy những cái kỷ niệm nó ùa về. Được cái thì bạn củi bạn ấy đã thật sự ra thì không được may mắn các bạn ạ. Xong bạn ấy đã ăn lá ngón đá là mất rồi. Lên đây cũng nhiều thứ, nhiều cái thay đổi phết các bạn. Đây lên Chư đây cũng có tech mới, dẫn nguồn nước về như thế này. Trước đấy thì bạn là để cái nước ở ngay chỗ kia, bây giờ mang ra chỗ này là sẽ là hợp lý rồi. Nước thải không thải xuống bên dưới suối chỗ kia luôn. Hả? À con này đang nằm trong kia đúng không? Vợ thì đi lấy củi à? Sắp về chưa? Một chút nữa tí chạy ra ngoài đi mua thêm một ít đồ, xong rồi đi mua thêm ít kẹo cho con nhé. Thì anh đưa tiền cho. Có rau, rau trồng được à? Chắc em trồng ở đâu? Đâu? Trồng tại trên núi cơ á? Xong trồng ở gần nhà, phải trồng tại trên đấy. À, trồng ở tận bên cây sấu kia cơ à? Trồng ở bên đấy các bạn ạ. Đấy, cá rô cũng được một bữa. Thôi, tính ra ngoài. Đó, chưa ra ngoài chạy thêm mà mua thêm cái đồ gì nữa. Để nấu ăn cơm hôm nay, anh em ăn cơm lâu ngày không gặp nhau nói chuyện thôi. Thế bây giờ không còn gà còn lợn nữa à chứ? Còn con nào không? Còn một con. Một con nữa. Thế còn gà còn có nhiều không? Đây, hầu như bị dịch. Ây da, con lợn to phết đây này. Đây các bạn, con lợn đực của A Chư đây to phết đây này. Giờ đấy. Ú, nhưng chuồng là hơi bẩn một tí chưa ạ? Toàn là phân không thôi. Rửa đi cơ, lấy nước về rửa cho nó đi. Phân không này, nó ở với phân này, nó bệnh tật đấy. Rửa đi. Nhiều phân quá. Để khi nào có thời gian nó mới rửa được à? Thế chứ rồi. Ngày hôm nay thì chú A Nhiệm sang nhà bên ngoại chơi các bạn. Thì tình cờ được A Chư mời vào nhà ăn cơm. Mấy anh em vừa đi bắt được một số cá. Cá suối thì còn nấu canh chua được A Chư nhỉ? Canh khế thôi. A Chư vừa đi lấy mấy quả khế ở bên kia về rồi. Bên kia suối.
Còn đây là rau A Chư với nhặt ở vườn về. Rau nhà mình trồng hả anh? Rau luôn nhà mình. Anh á, năm nay trồng được nhiều rau nhỉ? Trồng ở chỗ ruộng kia à? Ừ. Ăn mấy đâu. Vừa về ăn năm tí. Đi Hà Nội về không phải là khác ngày chứ. Khác ngày. Tư duy khác ngày. Khá đồng vui. Mình có người Hà Nội về mà nhỉ? Giống như nhau. Đi Hà Nội khác chứ. Khác chứ. Ra ngoài phải nhìn thấy người ta nhìn này nhìn kia thì phải khác ngay chứ. Cái tét này em mới mua đúng không? Tét này nhà nước cho. À, nhà nước to à? Thảo nào mà thấy mới thế mà em vừa làm chưa lâu rồi. Cái này mới tinh đấy. Mới tinh. Sướng nhỉ, có tét mới ngay rồi. Đấy, như này pha gì sướng nhỉ? Để cho nước sang bên này, cho nước bên kia sướng. Đấy, đúng rồi, trước chưa anh nghĩ bảo làm nước bên này nó hợp lý xong phát là mình thải luôn xuống bên dưới. Cuối dưới này nhỉ. Yeah. Quá là hợp lý rồi. Bên nằm có tiền xây luôn dưới này. Rồi, dạ. Yeah. Tính hết đấy. Thế thì cố gắng phấn đấu rồi đi làm tiếp thôi. Tháng mười mấy triệu thì cũng nhanh thôi. Có tên là làm một vụ lúa xong, ruộng xong. Đi con nhỏ, đi con ốm. Ốm này lại chuẩn bị tiếp tục lại xuống. Lại là lên. Tiếp tục lại thêm là một con trai nữa rồi, lại bây giờ là phải là đau đầu suy nghĩ nhiều đấy. Đây nhiều diễn thật đấy. Đây diễn nhiều rồi. Trời nó mát, nhiều thật. Rừng này cũng trồng được à? Ừ. Đấy. Rừng nhiều lắm. Nhiều lắm à? Ừ, nhiều. Mang bán người ta mua mà. Rừng ta xấu gì bán là gì để ăn luôn. Nhiều lắm à? Nhiều bán cho anh một ít, anh mua về ăn. Có bán không? Bán đấy thì lên ký. Người ta không mua thì để anh mua cho. Người ta mua nhưng mà rẻ, không nên lấy. Anh mua đắt cho. Đúng không? Cân 10.000. Mua ủng hộ A Chư. Nhiều cá phết chứ đùa đâu. Chú Nhiệm là hay là canh luôn nhỉ, trực tiếp luôn nhỉ. Trực tiếp cũng được, như nào cũng được mà. Canh trực tiếp luôn nhỉ. Trực tiếp cũng được, ngon. Cá suối thì đây có gì canh. Đấy, cho đưa tiền cho Chư các bạn cũng đi mua. Chả biết mua quán khá, giờ này có gì đâu mua. Ít sữa cho em bé với lại trứng thôi. Về rán ăn trưa này đây. Chưa có thêm cái rượu nữa rồi. Lâu lắm rồi không để con Thư chơi. Hay đi. Nhà Thư thì cũng gần nhà của mẹ vợ của mình mà các bạn. Cách nhau một xa đấy đâu. Mày tình cờ biết là đi làm Hà Nội rồi nhiều tiền ghé vào chơi ngay. Lương tháng mười mấy triệu chả nhiều còn thích như nào nữa, còn muốn như nào nữa. À không, người ta không nuôi ăn à? Ôi thế không ăn thua lắm nhỉ. Ngày tính 80.000 tiền ăn á. Ôi dồi ôi, thế càng quá. Ăn nước Hà Nội thế là đúng rồi. Thế lương 12 triệu trừ đi 80.000 8324 2 triệu 4 tiền ăn rồi một tháng. Mình ăn bao nhiêu, kể cả mình ăn hết bao nhiêu, một ngày nó cho 80.000 cho coi như tiền ăn cho mình. À thế thì được rồi, còn gì nữa. Nó cho một tháng nó cho 2 triệu tư tiền ăn rồi. Ngon quá. Ây da, đợt này vào nhà thịt thà lúc nào cũng có nhỉ. Đi Hà Nội về là toàn ăn thịt thôi đấy. Có lương ấy. Ủa đào cái nhựa nó chảy ra hả Chư, cái mùi nó bằng nhựa đấy. Nhà bếp của A Chư khói thật đấy. Ăn đốt cái gì nó mới cháy, nó mới khói chứ. Cái túi cái nhựa gì đấy. Ủa được rồi, thì tôi chảy hết cái. Mai xuống luôn đi, để anh ai à, chuyên nghiệp ấy.
bốc cả lửa. Bốc lửa nó mới thơm nhỉ. Nhiều sao nhá. Nhà hàng 5 sao ăn không đắt thì ăn ở đâu đắt nữa. A chư vào nhà hàng 5 sao ăn hết 285.000. Nhà hàng 5 sao không? Không phải 5 sao đó. 5 sao gì mà rẻ thế? Chắc người ta đùa thôi, làm gì 5 sao rẻ như thế. Người ta lại tính kia đã như ở trên quê mình người hai thằng là hai chai gì có 285.000 đủ đủ cay. Thấy không? Ở đây mình mua một con gà nhỉ, với rượu với uống cơ mà. Tiếp kia ăn có một mình ăn chưa đủ no mà đã hết 285.000 nhỉ. Đi ăn ở đường làm 20 cân gà, đi làm bữa chay rượu hết 400 nghìn. Càng nhờ. Đi xuống đấy xa vợ, có chỗ nào đi chơi để đỡ nhớ vợ hơn không? Thích đi kiểu đấy. Em đi kiểu toàn đi là ham đi uống rượu bạn bè thì cũng để gọi lên đi làm gì. Sao đi? Bệnh. Đúng rồi, biết thế tốt rồi. Ở nhà thì mình vẫn hơn nhỉ. Em đi chơi cái bài lắm. Bình thường bắt cá về hay làm như nào anh? Rán luôn. Rán ăn chán nhanh lắm, làm như này ăn đỡ chán này. Canh chua. Chú có hay làm canh chua không? Canh chua. Chua ăn mới ngon. Canh chua. Để tí A Nhiệm làm nhé. A Nhiệm làm cho xem nhé. Ăn thử xem ngon không em? Cho gừng với xả đấy. Thơm à. Anh Trư thì sẽ cho em bé ăn cơm trước các bạn. Em bé thì cũng kiểu giống bạn mồi tàn đấy các bạn. Bị này từ lúc sinh ra, cái này liên tưởng tới là bé mồi tàn này. Bé cũng sẽ cũng giống như này, cũng là chăm sóc cũng như này. Chân tay cũng như này các bạn. Không đi được. Cười. Đến bữa là phải cho em bé ăn cơm trước thôi thì gia đình mới ăn được. Bởi vì là bón cơm phải bế lên các bạn ạ. Nặng ấy nhỉ. Mấy đứa lớn còn nặng nữa. Mấy đứa lớn là phải mua cái ghế anh ạ. Mua cái ghế để cho người khuyết tật ấy. Dựa vào. Ngon nhỉ. Em bé ăn khỏe chưa anh? Một bữa hết ra hơn một bát con đấy nhỉ. Cũng thế là ăn khỏe đấy. Ngon ngon miệng là hai bát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái đứa đang mang thai là được mấy tháng rồi anh? Được 8 tháng rồi à? Ừ. Đi khám người ta bảo mình thai nhi bình thường thôi gì? Được 31 tuần. 31 tuần. Thế để đúng dịp Tết nhỉ? Ừ. Tết này lại không được đi chơi rồi nhỉ? Ở nhà trông con thôi. Nhà thôi. Chơi mất tiền nhiều lắm. Chơi cái gì mà mất tiền ở làng mình? Không, bỏ đi xa cơ. À, nếu mà đi xa. Thôi, ở nhà thôi, vợ để con đi chứ, đi đâu nữa. Thằng ngoài đi, đúng đi. Không quên Tết đi. Mất 2-3 triệu. Thằng ngoài đi đâu? Đi Lào Cai, đi sang Xí Mần. Đi sang Xí Mần chơi à, anh em bên đấy à? Ừ. Chả biết chả mua cái gì mà không. Sau Tết nếu mà năm nào đi làm được tiền ấy nhỉ? Sau Tết cho vợ cho con đi chơi lễ hội cầu tàu hay ấy. Ừ. Lễ hội cầu tàu vui lắm. Năm ngoái em đi một lần mà. Đông toàn người Mông thôi. Cắn thì à? Bữa này cứ cho tiền triệu nó ăn. Một bữa nó cắn vỡ một cái thìa nhựa. À, một bữa là cắn vỡ một cái thìa nhựa. Cứ cho thìa nhựa là nó gặm vỡ luôn. Cắn thì rồi. Đấy, xong rồi các bạn ơi. Đạm bạc. Cá suối canh khế này. Rau cải và trứng rán. Đưa vào bát như này cơ á. Không kén à? Có nhưng mà chén nào uống xong phải dốc này. hai nửa bát là anh chưa biết anh nhận uống nhá. Cháu em vui đấy, em đau bụng. Mập lăng hay gì nhỉ? Mập lăng. Thôi làm tí thôi, gọi là lâu lắm anh em rồi. Nhấm môi đi. Đi đây 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 đi Hà Nội về một cái là họ cứ một cái cũng trên này uống cà phê đấy, trên này uống rượu toàn bằng bát rồi. Còn toàn bát không? Nhưng mà nó dốc bàn này thôi, nó dốc đầy đâu. Đầy ba bát là đầy say. Nhé, chúc mừng nhé. Có chuẩn bị là có thành viên mới. Nhưng mà sang ngày em chơi chẳng có gì. Ôi, thế này thôi, ăn thế này thôi là ngon rồi. Cá suối ngon nhất rồi còn gì nữa. Thích như nào nữa. Đây, dạ. Anh chưa thử canh chua này xem nào. Xem ngon không? Có xem cá suối mà. Anh đưa cái này một tịch ngon. Cái này mày toàn ăn canh khế nhỉ? Chứ qua con bò kia tai nạn cũng ăn canh khế. Ngon không? Ngon chứ. Con bò thì ngon rồi. Không. Thù lê. Em từ đấy. Cường ấy. Cơm một triệu thôi. Cái này ngon rồi. Mày mong cá rồi. Đấy nhé. Ôi. Hôm qua có nhà bố vợ cao quá. Em nhấp môi thôi. Anh. Đi em đi xe để chú nhận uống. Với anh thôi. Ừ. Chia nhau ra. Mọi người đi xe mời uống. Cái cá ngon đấy nhỉ. Để dành đi xuống cho em chơi. Hôm nào vợ không làm gì để vợ ở nhà trông con này. Có đến nhà đâu rồi. Vào nhà ha. Ừ.
xuống nhà đấy. Anh chưa là xuống nhà chú nhận chưa? Xuống rồi. Thế thì đấy nhà em đang ở đấy thôi. Hôm nọ là hình như là chợ lợn đám cưới phải không nhỉ? Nói như toàn thế. Nói ăn lần đám cưới nó bảo. Thì bà Hoa. Từ đám cưới rồi. Cưới chú á. Lâu lắm rồi. Nói rồi. Thế mở hôm nọ. Cái con cây vừa béo. Hơi thương. Nghe vừa rồi. Ngay cái vào nốt rồi mà. Không có này mang để rán giòn đúng không? À, nó thơm. Nó ngon hơn cá ao gì đó. Đồ cuối là phải phát đi. Ui, không nhanh đi. Ây da, chứ đợt này uống rượu mạnh ấy nhỉ. Đi Hà Nội lái đi, ăn nhậu à? Say nhanh ngủ nhanh à, cũng chậm cũng say thôi, cũng nhanh cũng say. Thôi thả say nhanh đi ngủ nhanh, còn mai dậy sớm làm việc. Nếu là lúc mà mình đang ngồi, người ta đang ngồi làm việc thì mình đi trên cửa ăn cơm rồi mình làm tí thì mình lo lôi rồi thôi. Làm một cái này làm tí là xem. Rau ăn rau ngon, ngon phết nhỉ. Mấy đứa người ta làm chợ xong là mang rau mang cá ra ngoài bán rồi thì nữa. Quý mấy đứa làm thường xong là đông đấy. Chẳng qua là đường xấu người ta chung không lên được thôi. Thế anh em mình giống nhau ấy, thích ăn chua, thích ăn cái chua. Cái cây bọc, nhả, ngon này. Đấy. Cháu có cây thế này, bắt được cá rồi. Làm cái này thôi. Thế này là thế của chú Cương. Mày đi hay không? Có khỏi không? Không. Đi hái lúc nào cũng thấy bọn. Hái đi, có hái đi. Cái chua, cái chua nó rơi đầy hết mà. Hôm qua ăn rồi, nướng rồi. Chua ở trong làng, thấy thoải mái, không có gì đâu.